Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Như thường lệ thì bây giờ là tối thứ 6 rồi. Hãy cùng đến với đọc báo cùng Playzone TV số thứ 41. Để mở đầu thì chúng ta sẽ đến với một tin tức từ AMD. Đó là hãng này đang thể hiện sức mạnh không thể cản phá của mình ngay sau khi mà ra mắt cho Ryzen 7 đến Ryzen 5. Lại có một tin đồn cho rằng nhiều khả năng họ sẽ ra mắt phiên bản Ryzen có đến 16 nhân và 32 luồng để có thể cạnh tranh với Intel. Đáng chú ý là mức giá của nó sẽ trong khoảng 1.000 đô, trong khi các mẫu tương đương đến từ Intel lại có giá lên tới 1.600 đô. AMD được cho là sẽ tiết lộ phiên bản Ryzen này tại Computex 2017, diễn ra vào tháng 6 tới, cùng thời điểm Intel ra mắt chipset X299, thứ mà thay cho X99 bây giờ, cùng với các phiên bản Core i7 đầu bảng. Theo đó thì AMD sẽ ra mắt đi kèm với con CPU này sẽ là chipset AMD X399. Mặc dù đây là một tin đồn nhưng nó hoàn toàn cơ sở. Tuy nhiên thì nó có thực sự phù hợp với tất cả các đối tượng người dùng hay không? Khi mà một chip nhiều nhân sẽ dẫn tới việc đó là xung nhịp tối đa của các nhân càng thấp. Vì thế nên đối với người dùng game thì việc nhiều nhân như thế này chưa chắc đã là một cái gì đó quá hấp dẫn, vì hầu hết các tựa game hiện nay vẫn chưa khai thác hết khả năng xử lý đa nhân, đa luồng của Ryzen. Cụ thể như dòng Ryzen 7 mới cho ra mắt thì so hiệu năng với một số game vẫn thua một chút so với Intel. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là những phỏng đoán mà thôi, hãy cùng chờ đến Computex để có những thông tin chính xác và đầy đủ nhất. RAM và ổ cứng thì về cơ bản thì nó cũng tương đối là giống nhau. Tuy nhiên RAM thì có dung lượng thấp nhưng tốc độ lại nhanh, còn ổ cứng thì lại ngược lại, có dung lượng lớn nhưng tốc độ lại chậm hơn. Và RAM thì thường thường chỉ dùng để lưu trữ tạm thời, còn ổ cứng thì lại ngược lại. Tuy nhiên mới đây thì Intel đã công bố ổ cứng SSD đầu tiên có kết nối thông qua cổng PCIe mà có thể sử dụng như một bộ nhớ RAM. Sản phẩm này mang tên Optane SSD DCP4800X và nó có dung lượng lên tới 375GB với mức giá cũng rất khủng, đó là 1.520 đô. Chiếc ổ SSD này vừa được Intel ra mắt có tốc độ đọc ghi tự ứng là 2400MB/giây và 2000MB/giây. Tuy nhiên điểm đặc biệt của nó là có độ trễ cực thấp và khả năng ghi đè dữ liệu trên mỗi byte. Trong khi đó các bộ nhớ như thông thường sẽ không có khả năng này. Để có thể ghi đè dữ liệu thì các dữ liệu cũ cần phải xóa hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là các ổ cứng Optane sẽ có thể hoạt động như một bộ nhớ tạm DRAM. Và Intel cũng tích hợp bên trong các ổ cứng Optane một công nghệ mới mang tên Memory Drive Technology, giúp bộ nhớ này có thể kết hợp với một bộ xử lý CPU để biến ổ cứng này thành một bộ nhớ RAM khổng lồ. Và tất nhiên nếu so tốc độ thì nó vẫn thua so với DRAM. Tuy nhiên thì dung lượng và tính kinh tế của nó thì sẽ là hơn. Mặc dù vậy thì nếu bạn là một người dùng phổ thông thì sản phẩm này có lẽ chỉ mang tính tham khảo mà thôi, vì đối tượng mà nó hướng tới là các hệ thống máy chủ sử dụng nhiều chip và nhiều RAM cơ. Khởi nghiệp cùng Kawaii là một chương trình khởi nghiệp rất nổi tiếng dành cho sinh viên và mới đây thì nó đã kết thúc, cùng với đó là tìm ra người đạt giải nhất. Giải nhất của nó thuộc về nhóm Mubahi với sản phẩm công nghệ mang tên Savi. Đây là một thiết bị có khả năng gắn vào bất kỳ loại mũ bảo hiểm nào, đi kèm với một số tính năng khá thú vị. Savi cho phép người dùng có thể nghe gọi điện thoại, đọc tin nhắn mà không cần dùng tay khi đang đi trên đường, và đặc biệt nhất là giúp phát hiện các trường hợp tai nạn để có thể cảnh báo cho người thân. Thiết bị này chứa bên trong một cảm biến chuyển động và có khả năng phát hiện nếu bạn bị ngã trong quá trình sử dụng xe. Nó sẽ kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và nếu phát hiện khả năng tai nạn thì thiết bị này sẽ gửi tin nhắn thông báo đến số điện thoại mà bạn đã cài đặt sẵn. Ngoài ra với ứng dụng đi kèm thì bạn có thể biết là người sử dụng mũ đang ở vị trí nào thông qua kết nối GPS. Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn mới bắt đầu phát triển, tuy nhiên đây là một sản phẩm rất hữu ích trong tương lai nếu được đầu tư nghiên cứu, và nó cực kỳ phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển bằng xe máy là shipper, người lái xe ôm hay thậm chí là cả phượt thủ. Giá bán dự kiến của nó sẽ rơi vào khoảng 500 cho đến 700 nghìn Việt Nam đồng. Mới đây thì trong một buổi livestream, CEO của Razer đã gọi là hé lộ một chút về thông tin sản phẩm sắp ra mắt của hãng. Mặc dù không phải là một sản phẩm chính thức, tuy nhiên gần như chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Đó chính là chiếc tai nghe Kraken Kitty. Nó bắt nguồn từ việc một lần vị CEO này thăm văn phòng Razer tại Singapore và đã nhìn thấy một nhân viên của mình đeo chiếc tai nghe Kraken và gắn hai chiếc tai mèo lên trên đó. Ông ta đưa ra một lời thách đố, đó là nếu có một fanpage đạt con số 10.000 thật thì ông ta sẽ cho ra mắt sản phẩm này. Và hiện tại thì fanpage này đã đạt 7k likes và gần như chắc chắn là sẽ đạt 10k sớm thôi. Ngoài ra thì trong buổi livestream này, Min còn giới thiệu thêm người xem về hai đồng tiền ảo mới của Razer là Z-Gold và Z-Silver. Đây là hai đồng tiền mà các bạn có thể sử dụng để mua game hay gaming gear với mức giá có thể nói là thấp hơn thị trường, hay thậm chí dùng nó để mua trực tiếp các sản phẩm của Razer. Qua đó thì Z-Gold có được thông qua hình thức nạp tiền, và mỗi lần tiêu Z-Gold các bạn sẽ nhận một lượng Z-Silver và dùng Z-Silver đó để có thể mua các sản phẩm của Razer, coupon giảm giá hoặc thậm chí là có thể mua một chiếc bàn phím bằng đồng tiền ảo này. Đây là một hình thức không quá mới và nó giống như kiểu là tích điểm mua hàng như rất nhiều các hãng hay thậm chí là các cửa hàng bán lẻ đang sử dụng. Nếu bạn còn nhớ thì chiếc bàn phím cơ Black Widow Chroma V2 có đi kèm một chiếc kê tay, và chiếc kê tay này theo mình đánh giá là có chất lượng rất tốt. Tất nhiên thì Razer không thể bỏ lỡ cơ hội có thể móc
một chút tiền từ ví của chúng ta. Đó là bằng việc ra mắt hai chiếc kê tay với kích thước full size và TKL dành cho phím cơ. Về ngoại hình thì nó cũng không quá nổi bật với logo Razer ở giữa. Tuy nhiên đáng tiếc là lần này chúng ta sẽ không có lớp giả da giống như trên cái kê tay tặng kèm con Chroma V2 mà chỉ có một lớp đệm mà thôi. Tuy nhiên thì được cái nó sẽ thấm mồ hôi và không bị nóng như là bản bọc da. Ngoài ra thì có một điểm cắt giảm nữa, đó là nó sẽ không được gắn vào một bàn phím nhờ nam châm như miếng kê tay kia mà bạn chỉ có thể đặt ở bên dưới mà thôi. Tuy nhiên nhờ mặt dưới làm bằng cao su chống trượt nên cũng đỡ hơn phần nào. Hiện tại sản phẩm này có mức giá bán đó là 20 đô cho cả hai phiên bản và cũng chưa biết là liệu nó có về Việt Nam hay không. Nếu về Việt Nam thì chắc chắn Playzone sẽ có hàng. Các thiết bị chơi game thực tế ảo hiện nay thì có một nhược điểm rất lớn, đó là đi kèm với hệ thống dây dợ lằng nhằng, rất dễ cho người sử dụng có nguy cơ bị vấp ngã hoặc là gây nguy hiểm. Tuy nhiên thì Hyperverse, một công ty đã cho ra mắt bộ ba lô di động đi kèm với kính thực tế ảo không dây, giúp chúng ta có thể chơi được bất kỳ nơi nào, kể cả trong một không gian rộng lớn như là sân vận động, hoặc ai đó liều mạng hơn thì có thể chơi ngoài đường phố. Và không chỉ dừng lại ở công nghệ không dây thì Hyperverse thậm chí còn tạo ra cả cảm biến nhận biết vật thể trong phòng, chứ không chỉ là hai cảm biến tương tác với nhau như là HTC Vive hoặc là Oculus Rift nữa. Bằng cách này thì bạn có thể nhận biết và né tránh những đồ đạc quý giá ra thay vì va phải chúng. Nghe qua thì có vẻ rất hấp dẫn, tuy nhiên vấn đề lớn nhất của kết nối không dây đó chính là tốc độ truyền dữ liệu, độ ổn định và thời lượng pin. Đây sẽ là vấn đề khiến các nhà sản xuất phải đau đầu tìm kiếm giải pháp. Vừa qua thì sản phẩm game đạt giải game được mong chờ nhất trong năm 2017 đó là Mass Effect Andromeda đã được cho ra mắt vào ngày 21 tháng 3. Và sản phẩm này sau khi được ra mắt thì thực sự những kết quả đến từ những trang đánh giá không được như những gì mà người ta kỳ vọng. Theo Metacritic thì Mass Effect Andromeda giành điểm số thất vọng với 77 trên 100 cho tựa máy PS4 và Xbox One và 72 trên 100 cho hệ máy PC. Ở trên Game Rankings thì tựa game này cũng không khá khẩm gì hơn với 75 trên 100 điểm. Và nếu so sánh với các bom tấn khác gần đây trong thời gian vừa qua như là Nier, Horizon Zero Dawn hay Legend of Zelda, Mass Effect thực sự đã bị bỏ lại quá xa. Một điều rất có thể xảy ra đó là tựa game này không tệ, tuy nhiên chất lượng của nó lại bị chôn vùi khi thời gian qua chúng ta chứng kiến hàng loạt sự ra mắt của các tựa game bom tấn như trên. Vì vậy, phần thứ tư của series game đình đám này sẽ không tạo được dấu ấn riêng của mình. Và có vẻ như đề tài vũ trụ đang là một cái gì đó khá đen đủi với các nhà phát triển game, bắt đầu từ lượng gạch đá khổng lồ mà Call of Duty Infinite Warfare nhận được cho đến No Man's Sky và cuối cùng là quả bom xịt này. Việc Ubisoft thông báo đó là trong năm 2016 thì sẽ không ra mắt thêm bất kỳ bản Assassin's Creed nào đã khiến cho game thủ cực kỳ nóng lòng khi mà có một thông tin đồn cho rằng phiên bản Assassin's Creed tiếp theo lấy bối cảnh tại Ai Cập mang tên Empire sẽ được cho ra mắt vào tháng 10 năm nay. Sở dĩ có tin đồn này bởi vì một đơn vị phân phối game lớn ở Thụy Sĩ là World of Games thì đã cho thông tin của tựa game này trên trang web. Gần đây thì một ảnh mới thì Assassin's Creed Empire cũng đã xuất hiện trên mạng Internet cho thấy bối cảnh Ai Cập giống như nhiều lời đồn đại trước đây, và trên tấm khiêng của nhân vật chính hiện rõ biểu tượng hình tam giác của hội sát thủ ở trong Assassin's Creed. Vì vậy có thể khẳng định rằng đây sẽ không phải là một sản phẩm khác của Ubisoft mà nó sẽ chính là Assassin's Creed. Tuy nhiên rất có thể đây chỉ là một động thái tạo phốt của trang web bán game này để lấy tiếng, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền mong đợi vào một luồng sinh khí mới cho dòng game này khi mà hãng quyết định cho nhân vật chính của chúng ta du lịch sang tận bên Ai Cập xa xôi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc đọc báo cùng Playzone TV số thứ 41. Nếu các bạn thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ngay bên dưới. Đừng quên bấm like, share video này và theo dõi YouTube của Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.